Chiều nay, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10 thực hiện công tác giám sát tại Viện Kiểm sát Nhân dân Đà Nẵng về công tác của ngành kiểm sát năm 2021. Trong năm 2021, Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp đã kiểm tra, thụ lý tiếp nhận mới hơn 1.420 tin báo tố giác về tội phạm. Cơ quan điều tra đã khởi tố mới 803 vụ với 1.322 bị can, giảm 125 vụ trên 146 bị can so với cùng kỳ năm trước. Trong lĩnh vực dân sự, chủ yếu vẫn là tranh chấp hợp đồng dân sự, tranh chấp ly hôn, nuôi con. Trong lĩnh vực án kinh doanh, thương mại, chủ yếu là tranh chấp hợp đồng tín dụng, xây dựng, mua bán hàng hóa. Đối với án hành chính, đa số vẫn là khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai, trong đó chủ yếu là khởi kiện về quyết định thu hồi đất, việc đền bù, bố trí đất tái định cư. Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp đã chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan trên địa bàn thành phố, tăng cường công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, bảo đảm việc chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật của các cơ quan tư pháp, phối hợp với cơ quan điều tra xác định 58 vụ án trọng điểm, 5 vụ án theo thủ tục rút gọn, phối hợp với tòa án tổ chức 72 phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương, Viện Kiểm sát Nhân dân Đà Nẵng kiến nghị Hội đồng Nhân dân thành phố tăng cường vai trò giám sát đối với các cơ quan tư pháp trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, qua đó kịp thời phát hiện những thiếu sót để có biện pháp khắc phục, tăng cường giám sát công tác thi hành án dân sự, hành chính và công tác quản lý xuất nhập cảnh, công tác quản lý lưu trú người nước ngoài trên địa bàn thành phố nhằm bảo đảm tình hình an ninh trật tự.